sẽ tăng thời hạn xử lý phạt nguội lên 10 ngày. Khoản 2 điều 4 thông tư 15 năm 2022 của Bộ Công an có quy định, từ ngày 21 tháng 5 năm 2022, trong trường hợp vi phạm nhưng không dừng được phương tiện giao thông, thì người có thẩm quyền xử phạt thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ có thể tiến hành xử phạt trong thời hạn 10 ngày làm việc. Còn theo quy định hiện nay tại thông tư 65 năm 2020 là 5 ngày. Cũng theo khoản 2 điều 4 thông tư 15 năm 2022 của Bộ Công an, khi xác định có hành vi vi phạm giao thông nhưng không thể dừng phương tiện để xử lý ngay tại thời điểm vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm thực hiện. Xác định thông tin về phương tiện giao thông, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính thông qua cơ quan đăng ký xe và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không cư trú, đóng trụ sở tại địa bàn cấp huyện nơi cơ quan công an đã phát hiện vi phạm hành chính, có thể chuyển kết quả thu thập được bằng phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ về nơi cư trú của người vi phạm để xử lý. Cụ thể, trường hợp chuyển về công an cấp xã nơi cư trú, nếu xác định vi phạm hành chính đó thuộc thẩm quyền xử phạt của trưởng công an cấp xã thì chuyển kết quả thu thập được về công an cấp xã xử lý vụ việc vi phạm. Cộng trường hợp chuyển về công an cấp huyện nơi cư trú, kết quả phạt nguội gửi về cho công an cấp huyện nơi chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính cư trú xử lý nếu thuộc một trong hai trường hợp. Thứ nhất, nếu hành vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của trưởng công an cấp xã. Thứ hai, thuộc thẩm quyền xử phạt của trưởng công an cấp xã nhưng công an cấp xã chưa được trang bị hệ thống mạng kết nối. Ngoài ra, từ ngày 21 tháng 5 năm 2022, Bộ Công an cũng cho phép nộp phạt giao thông tại cổng dịch vụ công của Bộ. Chi tiết thực hiện thế nào thì HGTV sẽ có một video clip khác để hướng dẫn quy trình này. Video sẽ xuất hiện theo hướng mũi tên ngay khi được xuất bản.